Hello, chào các bạn nha. Ơi, bữa nay là Chủ nhật, giờ này 2:30 xuống tuốt với Liên Minh Thờ, thì không mát rồi, mình ghé đây ăn fish chip, quay phim trong vòng đây cho nó vui. Ai đang chip ở tại tiệm bánh cây lên chỗ đó cũng thấy bà sáng nay nhưng mình là đứng vào đó ăn mà không có chỗ đậu xe rồi đó. Đi bên thờ là phải ăn chip thôi. Hai chồng ăn nhiều đã hết không? Sao? Gắn hết không? Nhiều quá. Rồi, ok. Đây cái tượng chỗ á. Dưới bên thờ nè. Don Scott. Tên là ca sĩ Don Scott. Trời xanh, biển xanh. Có cái
cây hoa sứ đẹp tuyệt vời. Tới Samut giờ này 15 phút nữa 2 giờ chiều rồi, cũng thấy yên, khí hậu tốt, ra ngắm cảnh chút chơi. Cái chiếc tàu nó rất nét như vậy. Điểm này mình ngó chỗ mình ăn chip mình lại đó, có dùng xôi đó. Chắc em cho đây chút thôi, mình bye bye đi về.